Ngày 8 tháng 6 năm 2019, gia đình đang phải lo hậu sự cho em Phan Ngọc Tuyền, 10 tuổi, ở ấp Vĩnh Tân, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Em Tuyền không may đã chết do đuối nước trong vuông tôm này. Theo người nhà nạn nhân, khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2019, Tuyền cùng hai người em ra vuông tôm ở gần nhà chơi. Sau đó, ông bà ngoại phát hiện hai người em ruột của Tuyền khóc lớn, chỉ cho gia đình biết chỗ Tuyền bị té ngã xuống vuông tôm. Ngay lập tức, người thân đã mò tìm được Tuyền dưới vuông tôm, nhưng em đã chết. Gia đình cho biết em Tuyền hàng ngày sống chung với ông bà ngoại, do ngoan hiền và học giỏi nên cả gia đình rất quý mến. Em là một học sinh giỏi nhiều năm liền và đang trong đội tuyển học sinh giỏi của trường tiểu học Vĩnh Mỹ A1. Sáng 8 tháng 6 năm 2019, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu cùng chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tiền để gia đình lo hậu sự. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, qua thống kê từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ đuối nước làm cho 5 cháu nhỏ tử vong.